Một vấn đề được người dân đặc biệt quan tâm vào lúc này là tình hình thời tiết nắng nóng. Mấy hôm nay thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu trở nên oi bức hơn hẳn bởi nắng nóng và nhiệt độ ở đây luôn xấp xỉ ở ngưỡng là 40 độ C. Nóng nhất sẽ là Hà Nội, Mai Châu, Nho Quan, nhiệt độ là 39 tới 40 độ. Cảm nhận thực tế ngoài trời ở những điểm này phải lên tới 42, 43 độ. Nắng gắt chỉ cần bước ra nắng là thấy nóng đến cháy cả da. Rất là nóng, rất là mệt mỏi. Đi dạo đường rất là nóng. Nóng ra nó nhiều lúc muốn xỉu luôn.